quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình này, tự nhiên anh đón em cái rủ em đi coi phim, em sướng mà em sướng lắm luôn, nên vô trong rạp phim tự nắm tay em nói trời ơi chính dính rồi, vậy là dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi hả? Em nói là ông nhóm mặt nhức đầu quá, sắp bị đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Thế em nói thôi về trước đi, em nói em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về con mình thôi hả? Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt mặt cái thành đẹp thế đấy, về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Nó là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị về là chết luôn. Nó là lén mẹ cái chị đó hả? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa là hẳn cưới, thì cái dính bầu mất tiêu. Đi qua nói cái hai ba này xong cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng nữa. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì mất mặt quá đi, trời nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn, bay và viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Có bữa em đang sấy tóc, ổng lại giật cái máy sấy, ổng sấy cho em, trời em cảm động, chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi, cái nhìn em âu yếm đấy, anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc nói như vậy. Em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là à, anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Rồi ông bay tới ông xé đồ xé đẹp tùm lum hết trơn. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá, cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào cũng vậy hết trơn, không có lạnh gì hết. Không phải người Việt đúng không? Dạ. Giờ em là người Hàn Quốc. Em nói tiếng Việt rành như vậy là chắc là em ở Việt Nam nhiều năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Việt Nam từ năm 6 tuổi. Qua 26 năm rồi. Anh bị Việt Nam hóa rồi. Sinh dạ. Sống và làm việc ở Việt Nam luôn. Dạ em sinh sống ở Việt Nam cùng với vợ em và cùng với gia đình, có mẹ và có cả gia đình chị ở Việt Nam nữa. Mê Việt Nam lắm hay sao ở Việt Nam? Riêng em thì thấy là ở Việt Nam thích hơn là ở Hàn Quốc ạ. Hôm nay em đến đây quay chương trình Vợ Chồng Son thì có người nhà đi theo cùng không? Dạ có mẹ với chị. Dạ xin chào. Xin chào. Hạnh rất hân hạnh. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Ni, công việc hiện tại của em là phun xăm thẩm mỹ. Dạ em năm nay 30 rồi. Rồi còn em? Dạ em chào hai anh chị, em là Khang Yubin. Dạ, năm nay là 31 tuổi và em thì là hiện tại đang làm việc tại một cái công ty tập đoàn của Hàn Quốc. Yeah. Rồi bây giờ kể cho chương trình biết đi, cái tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Dạ, anh này là bạn thân của anh người yêu của em. Một lần nó ổng dắt cái ông này ra, cái em nhìn thấy rồi nó chết rồi. Cái đối tượng của tôi là nằm ở đây, không phải là cái anh kia rồi. Em về cái em suốt ngày em tơ tưởng cái ông này. Cái em mới nói với ông kia là đi đâu cũng dẫn cha này theo đi. Cái ông kia cũng tưởng thiệt, cái đâu cũng dẫn theo hết. Cái có một lần là hả anh hẹn với em đi chơi hai người nhưng mà không lên đón em được, cử đại diện anh này đi. Anh này đi với em là đi từ bữa đó luôn. Nhưng mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi Ní? Dạ đúng đó còn nhỏ, em mới học lớp 10. Em nghĩ là em lúc đó là rất là ngây thơ, không có biết gì hết. Có bạn rủ đi thì đi chơi cùng. Sau đó thì tự nhiên hai người nó thân nhau hơn. Có một cái tình cảm đặc biệt hơn so với lại những người bạn khác. Đâu Ni kể đi Ni, cái cảm giác của em lúc là thời điểm đó em phải xoay sở như thế nào để mà cái người kia hiểu được mình? Hình như em không quan tâm tới cảm xúc của bạn trai em nhiều, em chỉ quan tâm tới cảm xúc của ông chồng em thôi. Em chỉ thấy là anh em bắt đầu anh bật đèn xanh cho mình rồi tự nhiên lên đón em cái rủ em đi coi phim để em sướng mà em sướng lắm luôn, nó vô trong rạp phim tự nhiên nắm tay em nói trời ơi chính dính rồi, vậy là dính rồi, về là chia tay ông kia gấp để quay qua ông này. Trời ơi vậy hả? Tại vì là thời gian mà Ni quen bạn em thì mới chỉ tầm 1 tháng 2 tháng nên bạn cũng nói là không có để ý đến cái vấn đề đó nhiều. Dạ đúng, mới lớp 10 tình yêu nó cũng trẻ con đúng lắm. Rồi con nít mà. Hai em là quen nhau bao lâu mới cưới? Dạ tầm 8 năm. Lúc đó em chắc em cũng ghiền phim Hàn Quốc hay sao, hay là như nào mà tại sao lại bạn này mà gặp cái là em thấy đó là mẫu người của em liền? Hồi em cũng thích phim Hàn Quốc mà ông này hồi đó ông đẹp trai rồi nhỏ xíu mà đã được chạy xe máy mà chạy mô tô nữa. Trời ơi mà em thấy là đối xử với mấy bạn nữ khác là rất là dễ thương. Em thích lắm, mê quá trời luôn. Em học trường ở quận 3 Mercury, ông này ở Tân Bình ở xa em. Hot lắm, từ trường em ai cũng biết ở bên trường đó có anh này hết, anh này là hot boy bên đó luôn. Còn em lớp mấy? Lớp 10 luôn ạ. Tại vì là em đến Việt Nam lúc 6 tuổi và học 1 năm tiếng Việt xong rồi vào trễ. Thực sự cái tình yêu mà nó nảy nở theo kiểu giống như là nam nữ mà trưởng thành á là bao nhiêu năm sau? Dạ tốt nghiệp xong rồi mới thấy nghiêm túc hơn. Trưởng thành rồi, lúc đó trưởng thành rồi đó. Có thể cho phép tất cả mọi thứ rồi đó. Thì hai đứa lần đầu tiên là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em đi du lịch, gia đình nhà chồng em á, chị với mẹ em dắt đi theo và phải 4 người ở chung vậy để kiểm tra luôn kiểm tra 24/54. Cái xong rồi đi mall 4 người chung thì ông này ông nói là ông nhóm mặt nhức đầu, sắp bị đủ chưa vậy, đi về đi anh nằm chút đi. Khi em nói thôi anh về trước đi, ông nói em có lương tâm không, anh xách đồ cho em nãy giờ mà em để anh đi về có một mình thôi hả? Em cũng suy nghĩ tưởng thiệt mặt cái xanh đẹp thế đấy luôn, về tới khách sạn tự nhiên thấy vui trở lại liền, hạnh phúc ơi là hạnh phúc luôn. Cái
Rồi xong rồi ông dắt em vô phòng rồi cái chuyện gì tới nó tới luôn. Ông nói là phải tranh thủ lẹ lẹ lên chứ mẹ chị già là chết luôn. Cũng là lén mẹ với chị đó hả? Thật lúc đó là tại vì mới tốt nghiệp ra trường và đang là trong thời gian như là bạn ấy em cũng đang đi học đại học. Mẹ với chị thì muốn kìm lại nhưng mà hai đứa thì chưa. Mẹ có biết là cũng lâu rồi, kìm chế là không? Thời gian quen nhau cũng tương đối là lâu. Dạ. Đúng rồi, cũng 4 năm ha, dạ. 3 4 năm rồi. Ừ. Rồi đấy. Trong quá trình yêu thì có cái biến cố gì xảy ra không? Chia tay thì cả ngàn lần. Người mà chủ động chia tay nhiều hơn là Ni. Em cũng lâu lâu cũng có. Có lần chia tay dài nhất thì cũng gần cả năm á. Lý do? Đôi hơi bạn bè mê chơi game mà đi linh tinh chơi. Xong rồi mày đặt tập tành hút thuốc nữa. Hỏi em là thấy hút thuốc ngầu không? Ngầu không thấy được không? Xong rồi em nói là không, dừng lại đi, không có chịu vậy nữa. Vẫn tiếp tục như vậy, cái bực mình cũng gọi điện thoại mét mẹ luôn. Em nói là mẹ ơi, con biết Dubin có nhiều tiền lắm, đi làm kiếm tiền. Ông này thì ông cấm em nói. Em đi nói hết luôn đó là còn chơi với bạn xấu nữa. Rồi anh này anh giận, nó là ai cho gọi mét như vậy. Từ nay là đừng có gặp nữa nha. Thế là gần cả năm không gặp nhau luôn. Mét mẹ của Bin. Tại sao một năm sau lại quay lại? Ai là người chủ động quay lại? Hình như là người chủ động là em. Chắc là anh mày còn gì nữa. Em trong thời gian đó là Ni cũng có quen một người khác và em cũng có quen một số bạn gái khác nhưng mà thấy không có hợp và cũng không thấy tình cảm như là hồi quen Ni. Giờ muốn quay lại thì gia đình anh phải đi qua gặp nói chuyện với ba mẹ để mình tiến tới hôn nhân, mình cưới luôn chứ mình quen cũng lâu rồi. Cái anh này cũng nghe lời. Thì bao lâu thì cưới? Gia đình nhà chồng qua nói xin phép nhà em cưới thì nhà em mới nói là thôi một năm nữa rồi hẳn cưới, thì cái dính bầu mới tiêu. Đi qua nói cái 2-3 ngày sau cưới luôn. Thôi đó là trời, còn có một tháng à. Nhà ba mẹ em khóc quá trời luôn. Em nói trời ơi con gái ngứa gì mất mặt quá đi, trời nhà em người Huế nữa nên nghe cái đó là mẹ em té ngửa luôn, bay và viết tâm thư cho em tùm lum hết trơn. Em nói là ba mẹ làm cái gì vậy, bên kia vui quá trời mà tối còn rủ em đi ăn đêm ăn bồi bổ sức khỏe mà tự nhiên về đây khóc gì thì ghê vậy. Tụi em cũng đã quen nhau một cái quá trình nó dài như vậy và có một cái kết cũng viên mãn. Tật xấu của anh Bin này nhiều không Linh Ni? Chồng em là không có lãng mạn. Nhiều khi có bữa em đang sấy tóc, ông lại giật cái máy sấy, ông sấy cho em, trời em cảm động, chắc là chuẩn bị nói yêu em rồi, cái nhìn em âu yếm nói anh nhớ mấy con chó của anh ghê rồi đó, anh cũng sấy tóc cho nó như vậy. Rồi thật xấu gì nữa? Với lại là em hay chọc ảnh là yếu đuối á, về xỉn lên cái là hả vồ vập vô em giống như là anh là con sư tử đực nè, anh tới với em đây. Rồi ông bay tới ông xé đồ xé đèn tùm lum hết trơn á. Em cũng đang chống cự quá trời nhưng mà hạnh phúc quá. Cái quay ra ông ngủ mất tiêu, lần nào ông dậy hết trơn. Không có làm gì hết. Sao ông chơi kiểu kỳ không? Làm hổ xong mình kiệt sức. Tại vì lo vồ quá đó rồi xé đồ. Mất hết sức rồi. Quay ra ông già sao ngủ mất tiêu. Cái lần sau em rút kinh nghiệm, chồng em bắt đầu vồ vập vô. Khi em nói em không chống cự thì chồng em mất sức quá, quay ra cũng ngủ tiếp. Bây giờ còn vồ vập nữa không? Kiểu đó không? Nó duy trì tới giờ luôn á. Mỗi lần say lên thì em thích làm thường là như vậy. Tỉnh có bao giờ anh hóa thân thành cọp, thành sư tử được không? Dạ không, yếu đuối, vẫn yếu đuối cái style đó vậy luôn. Trong cái chuyện nó cũng vậy. Cái giờ em làm cái gì, ông cứ như con gái vậy đó. Ổng là dây nữ mà ông cứ quay mặt ra, ông mắc cỡ, ông cười ảo nghẽn như em. Thích nhưng mà xong em dê dữ vậy. Sao dê dữ vậy nên ghê quá đi. Là tới bây giờ là sống với nhau 8-9 năm rồi mà vẫn còn e thẹn. Dạ, trong cái vụ rồi đó đúng không? Ảnh hiền thùng. Em không có quen được, con nó hơi ngại. Quay mặt vô cái là trời ngại quá, sao em làm vậy ngại quá. Rồi có hay giận hờn vu vơ gì không? Trời ơi, như con gái vậy hay giận lắm á. Mỗi lần mà gọi cho em mà không bắt máy cái là em làm cái gì vậy? Em hết yêu anh rồi phải không? Ngồi ăn cơm ngồi nói với em là hôm nay có gì vui không, em kể cho anh nghe với. Cái em nói là hôm nay không có gì đặc biệt hết á. Em ơi nhưng mà em có yêu anh không? Trời hỏi cái câu đó thôi mà cái đầu mâm cơm tới cuối mâm cơm chắc 15 lần luôn á. Em nói không có trả lời nữa, mệt quá. Cái đứng lên uống nước cái nè, em có yêu anh không vậy? Em lầy lầy dễ sợ lầy. Em theo anh thấy đó là cái cử chỉ lãng mạn đó em. Em ghét không trả lời nữa thì lại giận quay ra nó biết ngay mà giờ lấy ta về rồi cứ vậy phải không, đâu có thèm. Giờ lấy tôi về nữa. Trời coi như hái qua bẻ nghị xong rồi là bỏ tôi bên trời đường á. Em thích nghe ngọt lắm nhưng mà ông này không bao giờ nghe ngọt hết trơn á. Đó là cái câu mà ngọt ngào nhất em nói với vợ em đó là câu gì? Em nói là anh yêu em thôi chứ anh cũng yêu em. Em phải nói trước sao mà anh cũng yêu em thôi. Tới Bin đó, Ni có tật xấu gì không? Dạ quá nhiều ạ. Nó chọn lọc ra hơi khó nhưng mà như là Ni thì từ nhỏ đến lớn đều không có làm việc nội trợ hoặc là nấu nướng nên về những cái việc đó hơi tới bây giờ cũng vẫn chưa được tốt lắm. Vẫn không vụng về xíu. Vụng về nhiều. Nhiều luôn á. Ủi một cái áo cho con mà mất 2 tiếng đồng hồ. Em có lâu lâu cũng có than là hôm nay anh làm việc mệt quá, anh làm căng thẳng quá. Thì Ni cũng than ngược lại đó là em cũng ở nhà mệt lắm, làm việc nhà giặt đồ, ủi đồ, nấu cơm. Em cũng nghĩ là những cái công việc ở nhà cũng sẽ rất là mệt đối với người phụ nữ mà làm nội trợ.
Đêm về thì thấy Ni nói là à bây giờ em phải ủi đồ. Thấy một tiếng sau thấy Ni vẫn ủi một cái áo. Thôi một tiếng sau đó nữa em qua lại thì đúng vẫn ủi cái áo đó. Dạ, không phải là áo của người lớn nữa. Áo đứa con trai, ngày hôm sau đi học. Có rồi, là xấu gì nữa. Và có hay chọc ghẹo chồng không? Mỗi lần giận lên hay là có việc gì đó thì thường là nói với em. Thì em nói là em không thích như vậy, nhưng mà vẫn nói. Vậy đó hả? Dạ không, không phải đâu, anh Nguyễn Kỳ á. Ông kêu em là, ê đi heo, đi heo. Cái em đâu có giận đâu, em mới kêu lại, vô bên chó. Cái tự nhiên giận em á, sao chồng mày kêu vô chó vậy mày? Cái vậy là giận á. Nói em là BD. Nói em là giống như con gái mới lớn. Dạ giống con gái mới lớn quá trời. Chuyện phòng the thì lúc nào cũng núp gần bên, chú vô góc cho em mắc cỡ quá, ngại quá. Còn á hả, về nhà cái bình nước bự 20 lít vậy nè. Em nói là thôi để em khiêng cho, không sao đâu. Em khiêng, vậy mà cũng để cho em khiêng thiệt. Khiêng xong rồi nói, ôi tập yoga khỏe dữ ha. Bữa sau em khiêng luôn nha Ni. Chịu nổi không chị? Thì em định khiêng rồi, mà Ni nói là thôi để em khiêng cho. Thì thôi để, nghĩ là khiêng được. Mới mình dành, dạ, nên em mới để. Em dành giả bộ thôi chứ bộ em đâu có dành thiệt đâu. Anh thiệt tình đó em. Đó. Bin có biết cái câu mà con gái nói có là không, con gái nói không là có không? Dạ dạ con biết bài đó không? Dạ dạ biết ạ. Vậy là Ni xài cái chiêu đó đó. Không mà em không có hiểu được ý. Chán lắm, cứ nói em là em muốn gì nói đại ra đi chứ anh đâu phải thánh đâu mà anh đoán em mà được hay không, nói đại đi. Còn em không nói em thiệt thòi đáng chịu nha. Thì Ni muốn gì thì em đều đáp ứng. Nếu mà không nói thì em không có biết được. Thì mỗi lần như vậy đó là em có khó chịu không Ni? Riết em quen rồi em thấy kệ BD chút xíu cũng sao, dễ thương. Dạo này điệu lắm, hồi trước thì không có nhưng mà tự nhiên là sao điệu quá trời luôn. Nhưng mà sao dạo này lại điệu là sao? Đúng rồi, em cũng muốn hỏi chồng em sao dạo này điệu quá trời luôn. Chăm chỉ tập gym nha, xong rồi quần áo còn phải la em á là anh đi mà sao em phối cái này với cái này với anh gì vậy? Là đồ của Bin là em phối à? Ừ. Hồi trước là đi công tác là do em phối, em tự lựa xong rồi lựa cái ông gọi điện thoại vô đó là trời đất ơi, sao em đưa cho anh mặc cái màu này với cái màu này nhìn nó giống như là con nhộng vậy, ghê quá vậy. Cái lần sau em ghét quá, em bỏ đồ thiếu luôn. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn Bin thay đổi điều gì? Dạ, em muốn chồng em lãng mạn hơn chút nữa, với lại chủ động hơn trong cái chuyện đó một chút, chứ đừng có yếu đuối như con thỏ. Nó đúng là con sư tử đực giùm cái, đừng có thể hiện được có 15 phút cái nghỉ đi ngủ. Coi như là làm sư tử đực trong lúc tỉnh, đừng có làm sư tử trong lúc say. Đúng rồi đấy chị. Ngủ không à? Đó. Rồi còn Bin mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là Ni là rất là tốt trong quan hệ vợ với chồng. Rồi anh em thì mong muốn là nếu mà Ni thay đổi thì mong mà Ni chăm chút cho hai đứa con nhiều quan hơn, quan tâm với hai đứa con nhiều hơn. Yeah. Ủa sao vậy? Sao vậy? Thường là những bà mẹ là khi mà có con rồi là hay bỏ bê chồng lắm á, lo cho con không à? Ni thì chăm chút cho chồng nhiều hơn là con. em thích lo cho chồng, chăm chồng hơn. Con thì từ từ thì nó cũng lớn thôi, chứ chồng là cái người dính với em lâu nhất. Nhưng mà hai đứa nhỏ thì hiện giờ là ai là cái người chăm sóc cho? Dạ, mẹ, dạ mẹ của em. Vậy là coi như là tâm lý là y vô bà ngoại. Chắc dạ, bà ngoại năm nay nhiêu? Dạ 50. Chồng em không có muốn. Tại vì phiền là mẹ nó là muốn biết là chăm hai đứa con là rất là cực. Nhưng mà em có chăm chút cho hai đứa nhỏ không? Công việc của em là kinh doanh nên em cũng thường xuyên đi xa, thường xuyên về trễ, nên cái thời gian mà em gặp được con nó không có được nhiều. Có như là mỗi người trong cuộc sống có một quan điểm khác nhau á. Bin, chỉ ngoại trừ khi nào mà bà ngoại á mà gào lên là bà ngoại nói là tao không đủ sức để mà tao chăm hai đứa nhỏ nữa thì lúc đó mình sẽ tính tiếp. Em nên hoàn toàn là không phải lo gì. Ngoài cái chuyện là bà ngoại cực ra thì cái điều lớn hơn như vậy là bà ngoại Đức đang rất là hạnh phúc. Tại vì cái tuổi 50 á, là cái tuổi mà khi cái đứa con của mình nó lớn rồi, nó vụt khỏi vòng tay của mình, nó không cần đến mình nữa. Thì cái đứa cháu đó là cái đứa mà nó lấp cái khoảng trống cho những đứa con. Đó, theo chị là như vậy. Ni có một cái nhu cầu là lúc nào mình cũng muốn chăm sóc cho chồng của mình, cho cái người đồng hành đến suốt cuộc đời của mình. Thì cái đó lại là một cái tư tưởng theo chị á, là tích cực chứ không phải là tiêu cực đâu. Bởi vì những người phụ nữ Việt Nam á, là thường có vậy nè, sanh ra rồi, sanh đứa con ra rồi là toàn bộ là dồn hết cho con, quên đi bản thân, quên đi cái người đồng hành bên cạnh mình là người chồng. Và có rất nhiều những ông chồng cảm thấy mặc cảm, thấy tự ti và rất buồn về cái chuyện đó. Đó, thành ra là bây giờ em đang được hưởng, em đang được hưởng đó. Thì em cứ hưởng đi. Em cứ hưởng đi, em đừng có băn khoăn gì cả. Tuy nhiên ngoài cái việc mà thương chồng ra thì mình cũng phải nghĩ tới mẹ mình. Mình phải thương mẹ nữa. Rồi, xin chúc em luôn hạnh phúc như thế này. Rồi. Em tên là Nguyễn Hiền Hòa. Em sinh năm 84. Em bên kinh doanh. Thế còn em? Dạ em là Trần Thị Thu Thủy. Em 29 tuổi. Dạ hiện tại thì em đang nội trợ. Thế thì hai người gặp nhau trong trường hợp ra sao? Trước đây là khi mà em lên Sài Gòn em đi học đại học á. Lúc đó là rảnh thì lên trên mạng chơi thì biết quen bà xã. Bao nhiêu năm rồi? Tính thời điểm đến bây giờ là cưới luôn á là khoảng được hơn 10 năm rồi.
chị rất là thắc mắc là lúc mà em gặp vợ em hoặc là vợ em gặp em á, hai bạn có thấy cái điều là mình giống nhau không? Dạ chưa đâu chị. Lúc đó chưa thấy giống luôn. Dạ chưa thấy giống đâu. Như ở chung nhau rồi. Tại vì lần đầu tiên anh làm em quê lắm. Anh gặp em đầu tiên anh chào dạ con chào cô. Qua internet rồi gửi email thì mình thấy khác ở bên ngoài nhiều. Lần đầu tiên ấn tượng của anh này dành cho em là anh kêu bằng cô. Dạ, tức lắm. Còn em về ảnh thì như thế nào? Không, mới đầu nghe kêu cô tức lắm, nhưng mà mở cổng xong nhìn thấy tự nhiên anh này đẹp trai quá, tự nhiên cái đỡ tức dần. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì hai người mới yêu nha? Lúc đó em ở dưới Biên Hòa. Khi gặp lần đầu tiên đó là giống như là mình đi Sài Gòn có công việc á. Lúc đó thì mình không có gặp thường xuyên, nhưng mà vô tình đi ngang qua thì ghé cho biết thôi. Thì sau đó thì lúc mà quen nhau thì chủ yếu là qua điện thoại. Hai người có thường xuyên là cãi vã nhau hay là có những sự hiểu lầm là suýt đổ vỡ không? Dạ có chứ anh. Chắc anh thì đa tình lắm đúng không? Dạ đúng rồi, lý do là ghen á. Bắt gặp qua tin nhắn điện thoại thôi. Chứ không phải là thấy tận mắt. Rồi em hỏi thì anh trả lời cái mối quan hệ đó là như thế nào? Anh nói là chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nhưng mà em nghĩ là nếu 11, 12 giờ đêm mà nhắn tin thì không thể nào là bạn bè bình thường được. Bất thường. Dạ đúng, bất thường lắm anh. Rồi sao rồi ghen rồi có giận hờn rồi chia tay không? Dạ có, cái lần đó lần ghen khủng khiếp luôn á. Sau cái lần ghen đó là tụi em chắc phải chia tay gần 1 năm. Mà sau 1 năm đó ai chủ động làm quà? Thì sau 1 năm thì em phát hiện ra là vợ em thay đổi, biết quan tâm hơn. Rồi biết giống như là thành người lớn rồi đó. Thì em cảm thấy là cũng rất là hay. Thì lúc em cũng chủ động là em cũng nói chuyện lại. Hai em quen nhau bao lâu thì mà mới cưới nhau? Khoảng 7 năm. Rồi sau khi cưới thì vợ còn ghen đâu? Hoài. Cũng ghen. Cái mức độ ghen nó như thế nào? Nó trầm trọng hơn hay là nó giảm bớt đi? Giống như là khi mà mình có Facebook á, thì vợ nó là tại sao không cho mình mật khẩu? Trời ơi. Hay là Zalo chẳng hạn. Còn cái đó em có cái cảm giác giống như là mình bị kiểm soát. Trong cái công việc của em ấy, thường là công việc về kinh doanh mà dạng giống như là đào tạo á, thì cứ sau khi dạy một lớp thì người ta hay chụp hình. Thì có mấy cô bé đứng kế bên á, rồi về là vợ tự nhiên vợ nói rất là nhiều, rồi sau đó lại lôi những cái chuyện trước đây nữa. Nên mình có cái cảm giác chưa có tin tưởng mình. Phải có lý do mà em lại kiểm soát chồng em kỹ như vậy? Mình mất niềm tin một lần rồi thì mình cái cảm giác mình cũng không có được tin tưởng cho lắm. Cái niềm tin là từ cái đợt mà trước khi cưới. Dạ đó, dạ đúng rồi. Mày hết vậy đó. Dạ đúng rồi. Thì cũng... Mà đã giận 1 năm rồi. Giận dạ. 1 năm rồi xong xóa sổ cái chuyện đó rồi. Dạ, sao cho ta cơ hội? Chưa xóa sổ, nói chung là tới bây giờ anh vẫn còn giữ cái mối quan hệ đó. Anh nói là cái đó chỉ là bạn bè bình thường nhưng mà em không có tin tưởng như vậy. Tới bây giờ luôn vẫn còn giữ mối quan hệ thì đó. Vẫn còn giữ cái số điện thoại đó thôi, còn có gọi hay không thì em không biết. Nhưng mà từ cái ngày đó tới giờ em đã bắt gặp một cái lần nào mà nó tương tự như cái lần mà em đọc trong tin nhắn chưa? Cũng có nhưng mà là với người khác. Vậy là anh chồng em là hay nhắn tin cho khác phái lắm hả? Dạ. Cụ thể có một cái tin nhắn gì mà nó khiến em cảm thấy khó chịu và em phải ghen? Có thể là trong cái ngày hôm đó anh gọi điện thoại cho cái chị khách hàng nó không được. Thì anh có nhắn một cái tin là tại sao ngày hôm nay anh gọi cho em hoài không được, anh bắt đầu thấy lo lắng rồi nha. Thì khi mà anh đi làm về thì vô tình em đọc được cái tin nhắn đó thì em cảm thấy là một khách hàng nữ bình thường hoặc một người bạn bình thường không cần phải quan tâm tới mức đó. Gọi không được lúc này thì mình có thể gọi lúc khác. Thì em thấy cái chuyện đó bình thường không có gì hết. Nhưng mà có bao giờ vợ em à ghen lồng lộn lên mà đòi ly dị ly hôn? Cái này thường xuyên. Có buổi sáng em ngủ dậy thì thấy tờ ly hôn thì em cứ để đấy, em không có nói gì hết. Em nghĩ là vợ em giận em thôi. Nghĩa là em thấy cái chuyện mà giữa cái hiểu lầm đó nó không lớn để phải làm cái điều đó. Trước đây bà xã em ra trường xong đi làm khoảng 6 tháng. Cưới thì bắt đầu sinh 2 em bé liền. Em hiểu được cái cảm giác là giống như ở nhà đó, không có đi ra ngoài, ở nhà suy nghĩ nhiều á, nên em thấy cái chuyện đó em không có lo lắng, em thấy bình thường. Thì vợ em cảm thấy là giống như là không có tôn trọng cái vấn đề đó. Em mỗi lần em viết đơn ly hôn vậy là thực lòng muốn ly hôn thiệt hay là chỉ muốn một hình thức là cảnh tỉnh? Dạ không, cũng có lúc là muốn ly hôn thiệt. Giống như cái tính của em á là chẳng thà có thì phải có cho trọn vẹn, còn nếu không thì mất hẳn cũng được. Có một lần gần đây nhất em viết là em viết cái tâm lý là ly hôn thiệt luôn. Là chấp nhận một mình nuôi 2 con luôn, không cần chồng. Gần đây nhất là bao lâu? Cách đây khoảng 6 tháng. Rồi từ 6 tháng tới bây giờ thì cái chuyện đó nó đã bình lặng trở lại chưa? Thì hay là cho tới thời điểm này là vẫn còn lấn cấn về cái vấn đề đó? Dạ trong em thì vẫn còn lấn cấn á, mà cái tính chồng em cũng vô tâm lắm. Nhiều khi em nói vậy mà anh không có nghĩ tới như vậy. Dạ, nghĩ là em anh nghĩ là chắc là suy nghĩ trẻ con thôi. Chứ không có nghĩ kim trọng vậy. Cho nên là nhiều lúc có những cái vấn đề giữa mâu thuẫn giữa vợ chồng á, anh không có giải quyết. Có đúng vậy không ạ? Lúc trước thì có nhiều lần giải thích thì cũng vậy à. Mình giải thích được việc này thì cái việc trước đây nó sẽ lại tiếp ra. Không phải em không muốn giải thích mà em không muốn nói lại. Em trước đây làm công việc gì? Dạ trước em làm ngân hàng. Em làm ngân hàng được bao lâu? Em làm được khoảng gần 1 năm. Gần 1 năm sau khi lấy chồng xong rồi sanh con là ở nhà tới bây giờ. Dạ đúng. Lấy chồng sanh con xong là ở nhà tới bây giờ. Ở nhà là được mấy năm rồi ha? Dạ tính ra bây giờ là khoảng gần 2 năm. Em có ý định đi làm trở lại không? Dạ có chứ, con em nó đi nhà trẻ được á thì em sẽ đi làm lại. Bởi vì thật sự mà nói là bây giờ mà bỏ con ở nhà em cũng không yên tâm nữa. Ông xã có khuyến khích cho vợ đi làm không? Em thì rất là thích vợ em đi làm. Tại em hay nói là khi mà em đi làm rồi em mới hiểu anh.
Bây giờ em không đi làm á, em không hiểu anh thì em hiểu được cái nỗi khổ của anh. Tại vì vợ em từ nhỏ đến lớn á, vợ em rất là sướng hơn em, không phải lo lắng gì hết. Còn em từ nhỏ đến lớn thì em phải lo lắng mọi thứ. Cái suy nghĩ của em nó cũng khác vợ em nhiều. Cuộc sống của em thì được do ba mẹ sắp đặt hết. Nhiều khi em cũng thấy là mình suy nghĩ cũng hơi trẻ con, hơi non. Nhưng mà có điều là vấn đề là chồng không có chia sẻ cái điều đó. Nghĩa là cứ mỗi lần mà em phản ứng tiêu cực á thì anh chỉ nói một câu là em không có hiểu được đâu, không có giải thích cho em là tại sao em không hiểu cái vấn đề đó. Chị thấy vậy nè, ở bên tụi em đang có một cái vấn đề nè. Tại vì em quen vợ em từ lúc nó còn nhỏ quá, đâm ra khi mà nó trưởng thành nó lớn em cũng không cảm nhận được điều đó. Đâm ra là em cứ nghĩ rằng á, em có tâm sự, em có chia sẻ, vợ em cũng không thể hiểu được. Đó hiện giờ là cái đang suy nghĩ của em. Và chính vì cái điều đó mà vợ em á lúc nào cũng muốn chứng minh cho em thấy rằng là vợ em có thể hiểu được em, giống như những người bạn của em ngoài đời. Mà những người bạn đây đặc biệt là những bạn nữ, nếu như tụi em không khắc phục là nó sẽ đi đến những mâu thuẫn lớn hơn. Tưởng là nhỏ nhưng mà không có nhỏ đâu. Cái chuyện mà viết đơn ly dị nhiều lần á, theo chị là không nên, chứ đừng có lặp đi lặp lại. Tại vì cái sự lặp đi lặp lại như vậy á, chứng minh được cái điều anh ấy suy nghĩ là em còn con nít lắm. Mỗi lần viết đơn anh không có ký, anh toàn giấu tờ đơn không? Thì tại vì anh nghĩ là em còn con nít lắm. Người lớn không ai làm như vậy hết, em hiểu không? Em chứng minh bằng cách khác để cho anh thấy rằng em đã trưởng thành. Cái kiểm soát của em như bây giờ em không bao giờ chứng minh được cho anh biết em đã trưởng thành đó, cho nên em phải suy nghĩ một cách khác. Còn em, lâu lâu đi, em thử chia sẻ một cái điều nhỏ trước để xem vợ em xử lý cái tình huống đó như thế nào, thì em sẽ thấy được cái sự trưởng thành của vợ em. Hai vợ chồng bắt buộc phải có sự sẻ chia, không thể nào mỗi người một cõi được. Mỗi người một cõi thì đừng lấy nhau làm gì. Bây giờ với anh thì anh xin chia sẻ một điều. Đàn ông người ta rất khó chịu khi mà những cái cá nhân của người ta bị kiểm soát. Thì anh nghĩ cái điều đó là đã là vợ chồng thì nên tin tưởng và cũng không nên phải kiểm soát, đúng không Hòa? Và Thuận nghĩ không riêng về Thuận hay Hòa mà tất cả người đàn ông. Thế bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em có lên Facebook thường xuyên, em rất là dị ứng cái đó. Rồi hạn chế Facebook lại. Ở ngoài ra còn gì nữa không? Thì vợ em nói chuyện khó nghe lắm. Em thì em mới ở vườn vô cái vợ em nói rảnh không? Gấp quần áo đi. Là em thì rất là muốn giúp nhưng mà nghe cái câu là rảnh không gấp quần áo đi thì trọng em có cảm giác trọng. nó không có thực sự là mình muốn làm việc đó. Tức có nghĩa là muốn vợ mình nhẹ nhàng, đừng có nói trọng nữa, đúng rồi, nói nhẹ nhàng. Và mỗi lần muốn cái gì là cho ổng cục kẹo, tức nghĩa là ngọt ngào xíu, đúng không? Ý tứ một chút. Còn em? Em chỉ muốn là bận thì bận nhưng mà phải sắp xếp thời gian để dành cho con. Rồi nữa là đi làm về mệt thì cũng ráng chơi vợ con chút xíu đi, còn anh về anh ngủ liền à. Ngủ mà ngủ li bì ngủ suốt luôn á, ngủ như không cần ai luôn, không cần biết ai xung quanh hết. Cố gắng dành thời gian cho vợ con một chút. Yeah. Với lại bớt nóng tính đi, anh cọc tính lắm. Mỗi lần mà anh nói em nói vậy anh không vừa ý, bắt đầu anh quát nạt lên, anh làm sợ lắm. Coi giận anh là em phải ý tứ đó, em phải ý tứ một chút cho. Coi anh giận anh em không? Dạ không, không có quýnh em mà giận lên đập đồ không à. Mà giờ còn đập không? Giờ có con hết đập, đập rồi. Xong rồi giờ tự mua lại, mua lại đó. Tức lắm luôn á nghe. Chị thấy vậy nè, cái điều mà vợ em mong muốn á, em cố gắng chút xíu đi, biết là mệt đó nhưng mà em cố gắng chút xíu đi, dành cho con với vợ một chút xíu thời gian của riêng mình một chút. Còn em muốn chồng em bớt cọc tính á thì ăn nói ý tứ một chút. Chồng em thích ngọt đó, nãy mới chia sẻ đó. Nghe. Đúng không? Dạ. Làm được đúng không? Dạ được. Nhiều khi ngọt ngọt thêm đứa nữa đó. Đó. Chia ra mỗi đứa tụi tôi con heo coi, con heo hay con gì vậy? Con, dạ, heo. Con heo đúng không? Trời ơi, thôi bây giờ mình khoan đoán tên đoán tuổi đi. Mình đoán nghề đi chị. Em đoán nghề nè. Tiệm vàng chắc luôn. Dạ. Đúng không? Dạ sai. Sai. Dạ sai. Đây là của hồi môn. Của hồi môn. Ủa ta đang đoán nghề mà. Đoán nghề mà. Thì... À thợ bạc đúng không? Dạ. Sai. Sai nữa thôi chưa. Thôi em không đoán luôn. Sai. Em không đoán. Thôi bây giờ thay vì đoán thì hỏi thẳng luôn. Hai bạn tên gì, nghề nghiệp, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Nè, mời. Dạ chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Thì con tên là Phan Chấn Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Dạ. Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online, bán đồ ở nhà, bán vàng hay là bán gì nào? Em định nói. Em đang định nói. Con bán gì? Dạ, bán đồ ăn, bán đồ ăn bạc. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ, vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn bạc, chủ yếu là bánh tráng phơi xương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. Thấy chưa? Một chút mang lên luôn. Dạ, nha. Dạ. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi xương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong ròng luôn á chị Một ha. Rồi bây giờ mời em. Anh ắt nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Chấn Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi xương. Rồi coi như là trên mạng ha, đúng không?
làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng rồi, dạ con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua này con mua hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức mua này hỏi cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa. Nhưng mà tại vì là chị biên tập nói là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mic. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? À dạ, cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn dạ, tiền lời rồi. Là kính biếu ba má. Hay dạ, quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết vậy, nó không cho con đeo vậy. Dạ có. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để một cặp heo? Hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận, chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi, xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi, mà tại vì cũng mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn vẻ. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thờ ghét quá. Được á, về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tuổi dê hả? Dạ em tuổi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa đó. Cặp ngựa hai chị em mình đeo dẫn chương trình nhầm xong ha. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Dạ. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng dạ. Không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau. Chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Ồ. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung. Học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thôi, bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm. Từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói ra, đó khổ cảm... sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi, vợ con mới chuyển trường ra vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp cái gu sâu là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi. Một mình nó hay là nó có bè có cánh để dạ, mà quánh với mấy chị? Mình à. Bữa đó là đang học ở trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào gọi sắp nó cài đánh là nhau. Một mình bà đánh với nguyên một vàng dạ, bài rồi. Chị lớp 9 dạ. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi với cô chú giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lại rồi nó kiếm chuyện vậy đó, xong rồi đánh con thì con đánh lại, mà trong khi đó là hả ổng là bạn thân của mình á hả, mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè, ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về cái anh giả mới hỏi con chứ hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao? Trời ơi tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Dạ, mà lúc đó là đã để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi, là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý để từ cái lúc rồi. Dạ, từ lúc con mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Tiêu. Bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con. Rồi cái bắt đầu đánh xong rồi con đánh lại xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết, không có gì nặng hết. Dạ như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không.
xong rồi tại vì á con cũng có đáp trả đó, cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi, xong rồi về con mét mẹ. Con mét mẹ con rồi dạ. Sao xong rồi mẹ vô mẹ kiếm. Mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó, rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp rồi. Dạ, rồi. Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao đúng không? Dạ, rồi đến khi không? Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô. Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn. Vẫn là mày tao luôn. Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc ủa nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi, mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói sao. Con biết không? Dạ à, tại vì á cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về chồng con đi về à, từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn rủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ xong rồi tới lúc đó là con, lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin, con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà, con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, về khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh, thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con với mẹ con là bán quán nhậu, sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là nhắn tin á. Dạ đúng rồi tin. Dạ như tao cảm thấy như vậy vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú coi nhiêu nói hết. Dạ, trong nghe đúng rồi. Dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không ngờ. Dạ đúng rồi, chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Cũng có ghệ rồi, không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không, từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con dạ. yêu đó đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ lúc đó con làm ở công ty ở ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ dạ, sư đúng, đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc không, lúc con bị người ta chia tay hay là ông chủ động chia tay người ta? Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó em. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ khác, cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó, đó rồi lạnh bên nhạt, kia cái chia tay kia, đó. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Đó. Nó lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong. Rồi sao đó, rồi mỗi lần mà là người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? À, có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó. Không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó. Cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh thì... cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc ấy con nhắn con có ngọt ngào không? Dạ không. Cứ nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ sao không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn rồi. Nói là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Bây giờ vẫn còn mày tao. Tại quen rồi. Rồi khi mày nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời sao? Dạ cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, lúc đó là con thất bại rồi. À. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ, xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á. Cô chú biết không, xách chiếc xe Honda chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày coi phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi 8-9 giờ coi phim, chừng nào về bển nó chút hà vô coi phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi
ta nói con đầu coi phim hài, nhưng mà chả đầu coi phim kinh dị. Đó, đúng rồi, chả, chiêu đó, để chiêu đó chị. Dạ, dạ. Chiêu biết xong, hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, con nói con nè, nè nào sợ á, dựa vô đây nè. Con nói trong bụng, trời ơi, thằng này sao bữa nay xến xúa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có như vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhớ 12 giờ đó mà còn nhắn tin. Nói là tao nói cái này mày đừng có giật mình. Con còn nhớ, nó hỏi, mày nói gì mày nói đi làm sao? Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thật, chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó, cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không. Sao nhớ được. Sao mà nhớ. Chị tập trung bên này thôi. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Chứ không trả lời là tao dạ, đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi, có nghĩa là tự nhiên nó mới rước mình về xong rồi cái bắt đầu đi ăn xong đi coi phim xong rồi về. Cái nó nói mình vậy con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi. Thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi. Thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha. Ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Nhà đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là à, thì ra là ông này ông nói thiệt. Dạ, ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bồ luôn. Dạ, nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau, đúng không? Dạ, đúng rồi. Hai sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương. Chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn thì đương nhiên rồi. Thì phải từ từ chứ. Dạ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu, lúc đó con ở trên Bình Dương. Dạ. Rồi vợ con dưới Vĩnh Long. Dạ đúng là rồi. Yêu xa luôn hay dạ. Sao đúng rồi. Lúc đó con yêu xa bao lâu? Bình Dương. Dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời. Với lại dính ngay cái đợt dịch con bị trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm. Ờ. 2 năm dịch. Dạ. Đó. Ngay rồi. Chỉ thị 16 con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra rồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau chung? Có, tụi con có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch. Là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau. Là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên đó là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương thì đang ở Bình Dương, mới dời lên Sài Gòn chung với con luôn. Là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về. Là tụi con sống khoảng 1 năm, khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng 1 năm. Thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Xí, anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Và nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ. Lãng mạn gì? Ê, hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ ấy. Không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu kể, cái chắc vui lắm á. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó, con nhớ là bữa đó là đưa con đi về. Bữa đó đưa đi về, đi làm, con đi làm xong rồi rước, đợi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan. Xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà, cái xuống cái con kêu gọi về đi. Cái bắt đầu đứng hoài luôn mà, đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói, ủa, con mắc cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa. Chứ, cái nói, lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè. Cái con nói, cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi. Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Chết nhanh luôn, chớp nhoáng. Làm mà tao nói chưa kịp nhìn đó là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không. Không hung giống như là hung lén xong phải chạy liền, nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh như gì đó. Nhiều đóng dấu gì đó. Đúng rồi. Nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa?
Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, đã cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hùng nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là hề hước. Dạ đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười. Nó cũng thấy là thấy nhưng tại thiệt. Vì dạ mình biết là chồng của con là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt là sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười. Xong biết lắm, về mở điện thoại ra. Thấy sao? Hỏi con. Thấy sao? Rồi con nói thấy con sao? Nói không thấy gì hết trơn. Chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Ờ. Tại nhanh quá. Dạ. Vậy bữa sau làm lợi. Đó. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó con nhắn tin cũng cả đêm. Em chưa đâu ngủ được đâu đúng không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Yeah. Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Yeah. Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ ngộ đúng không con? Đúng không? Nó lạ lạ. Lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống rồi. Chung mà có làm ăn chung không? À dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng một năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung là đi vòng vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy, mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa. Chụp hình. Thì dạ đúng rồi, chụp hình. Đó, hai đứa là dự tính như vậy. Nhưng mà cuối cùng á là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng lại mình bẻ tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa đỉnh... Tại vì tụi con không có vốn. Tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ. Tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lận. Rồi đi làm, sắm từ từ với mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên mẹ, bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ. Tại vì á, từ một cái bạn á, mà mình lên tình yêu thì được. Nhưng mà từ cái tình yêu á, mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á, thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau. Phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á, là coi như mày với nó không còn làm bạn được. Thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn. Tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á, là hối đám cưới luôn đó phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Ờ. Tại vì gần nhà cũng gần. À dạ. Vậy hả? Rồi vậy là sao? Cái đợt đó là cưới luôn hả? Hay sao? À dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi. Mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi à. Dạ. Mới đây thôi. Dạ, đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, về tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì á, là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con á, thì vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là ổng mới về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghĩ thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế trà bông, con nhập bánh đó, con đi giao ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra, con dán lên hàng. Đó, tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng là hết dịch thì có hai đứa mấy bạn bè nó là làm như người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay. Lúc đó, luôn. Được. Yeah. Dạ, lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình. Đó.
lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Dạ. Có đắn đo không? Đó. Không có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển á. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300 rồi 500 rồi 700. Rồi vợ con làm đâu nổi nữa. Nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ công ty rồi để lấy một số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ. Một bây ngày giờ hiện nè. Tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày được nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Không lẽ giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn chứ thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương. Ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng, là con không sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á nó kéo, con sợ hàng xóm người ta phiền hà. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha. Rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia vô đi. Vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Như lại Thanh Mai Trúc Mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Để chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Đó, cho chồng chồng nói trước đi, nãy giờ nó căng thẳng đó. Con nói trước làm gì có sự ấm ức nhẹ đúng rồi. Sao? Chắc ở nhà vậy. Chắc tại vì cái phận á, cái phận cũng là chắc cũng là cũng dưới cơ này chủ đúng không? Đó. Dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có sao bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Dạ, móc lại cái dữ của nó từ mười mấy năm trước á con. Dạ, đã từng đánh đàn chị thì ở nhà. Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Trời vợ con hung dữ lắm. Nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa nó con luôn hả? Dạ, thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì chết rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ một mình thôi. Chỉ như tìm ra cái giải pháp. Không có nói với con, không có tâm sự, chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè. Nhưng mà, tự tính. Dạ tự không. Tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không. Rồi con cũng không thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp vậy đó là bụp nặng không? Hay là bụp yêu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là cái... vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó, đúng không? Người ta là vũ phu, còn vợ con là vũ nữ. Ôm, cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Tự mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai đó, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau. Cãi qua cãi lại con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bé sườn nè. Đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con nói con xuống con nói mẹ vợ nó quýnh con đau quá, chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói, trời mày đi chụp đi, đem cái tỏ thuốc gì đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ bà không biết nói sao, tại vì mẹ quen rồi. Tối tao nghe đùng đùng là mẹ biết ở trên đó là làm gì trở này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho anh đi chụp CT uống thuốc á. Ồ nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị bà đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ, ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghét mà dạ. Nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa cũng, hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng á con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa sao? Mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên tết có đánh không? Tết lễ tết nó có cử cho con 3 ngày tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con, tết nhất cũng như ngày thường. Trời ơi. Có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Chia tay thì ai dạ, đó
có lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên xách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Dạ, tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương dạ, quá rồi dạ. Đầu năm đầu tháng bị đánh dạ. Trời nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn là... được đôi mắt xúc động á. Dạ, con dạ, như là nhà của con á thì ở ngay thành phố, thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi. Chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy đó không có ai ở nhà, bắt đầu ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu đùng 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 giận lên, nói con mày hả mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày sắp xuống. Dạ cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy nè. Chồng con nói đi về nhà tao. Cái nói cái con nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói với con vậy đó, tự về luôn. Dạ, tao tự giải quyết. Nhưng mà chấn nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương quá. Thương quá. Tại vì thương quá. Thấy cái cơn nó lên nó giọng một cái khạch là coi như xong hàng rồi, đúng nhưng mà, không? Nhưng mà nhiều lúc á có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi. Cái thân trai của mình á, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết. Nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi. Trời ơi, quen rồi. Nó còn cá cược nữa đó cô Dân. Dạ nó gần sao nó cá cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nó tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè. Mỗi lần mà chat vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên. Cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Đó là tại vì cầm, không cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ. Mua đồ với chị chết lên mua đồ dữ lắm. Ồ, oh, tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Ồ, đỡ cơ. Một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy, cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500-700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó stress đó em. Nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ nó mua đồ là nó thích lắm. Vui. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần chị chết mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó. Là về sẽ bình thường rồi. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền. Dạ. Chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Hả? Rồi bây giờ tới còn cái nào nữa không? Dạ chắc hết rồi. Tạm hết hả? Dạ, con hả? Ừ, vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi. Em sẵn dạ. Chồng nó đang hứng thú. Dạ. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại. Bớt đánh con lại là được. Bớt đánh con lại đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cũng lấy tiền của con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó. Dạ. Đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà dạ. Ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn, nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, quánh lại em một cái, lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm đúng không? Dạ. Đó con nói với nó đi, con nói với nó đi, nói đi. Nhìn mặt sợ. Thiệt, nói đi, cơ hội đó. Thì giờ anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Dạ. Đó, đừng đánh anh nữa. Dạ. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được, là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thấy chưa, đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ.
Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, hiền, hiền khô vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc dạ, tính lắm à, nhân viên nhà của con á nha. Sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1.000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn gớt một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất, là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó. Là cọc coi đúng dạ, không? Dạ cọc liền đó, dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Đó, bắt đầu hỏi là phải đi tìm, tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó, là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á, không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á, nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mình nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18-19 thôi, thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó, tại vì nhân viên là mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe, nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó, là đập đồ, là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn, là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng lên, mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi, con cũng ngồi im nha, tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt đó. Dạ. Là nó mệt lắm á nghe, lên dạ. máu đó. Hả? Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Nhiều gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm, ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu thì kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết, tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm lâu ngủ trỏng luôn. Con mới nói là con mới vô mà, chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gọi đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa chứ, con ở dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày, mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà tao mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận, mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cặp người với mẹ coi như là con có tắm đã vậy không tắm luôn. Không mẹ tắm. Nó ôi mày tắm cờ không tắm cờ mày chứ, cái chỗ mày hôi mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó, cặp nhất với mẹ luôn đó. Giận bây giờ thì sao ngày cô hai mẹ con giận mấy ngày bây giờ thì sao, hết chưa? Dạ hết, tại mẹ con tính vậy chứ tính là con tự động làm quà hay sao? Dạ con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn. Dạ đúng rồi, dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra với cha chồng con ra, con mét liền. Con chạy theo con mét liền à, rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy đó nè, mẹ đừng làm con nóng. Cái câu đó mẹ mới giận. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng đó. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi mẹ con, là tại vì á là mẹ chồng của con, cha chồng con á là thường á là tối nào cũng ra hết trơn á, ra dù cắt xài cắt cóc con làm bán bánh tráng trộn ché trộn đó, rồi bào xài rồi lặt rau răm rồi là phụ đó, nên anh đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mày cứ vô mày xin lỗi mẹ tao đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi thêm sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới, cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mày xin lỗi đi,
kéo đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con, đừng giận nữa nha. Xin lỗi thôi mẹ đó, dạ xin lỗi mẹ vậy đó. Là mẹ, chồng con chỉ chồng con chỉ có một cái tật là cọc thôi hả? À? Dạ đúng rồi, chỉ có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á con. Còn trong nhà việc được. Nhà thì sao, có bừa bộn, có bày hầy, có ở dơ gì không? Dạ không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đồ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa. Đúng không? Dạ. Ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để đây là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình. Chứ mà không phải mình nóng tính rồi.